Hello, chào toàn thể quý anh chị, em là Minh Tài đến từ Kia Bình Triệu, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì em Tài sẽ giới thiệu đến quý anh chị một chiếc xe dành cho gia đình nhỏ nè, dành cho những anh em chạy dịch vụ tiết kiệm xíu ha. Đây là cái con xe Kia Sonet phiên bản AT Deluxe, phiên bản thấp nhất số tự động anh chị ơi. Hiện tại lăn bánh tại Sài Gòn chỉ có cỡ dưới 600 thôi. Lăn bánh rồi nha anh chị nha. Đó, con này thì về mặt trang bị của nó phía bên ngoài thì nó cũng đơn giản thôi. Đèn pha là đèn halogen thôi. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái bi halogen nè. Phần đầu xe thì ngoài ra nó không khác biệt gì so với những cái phiên bản kia. Về phần thân xe thì xe được trang bị chúng ta là mâm đúc hợp kim nhôm 16 inch. Chiều dài cơ sở của xe này là 2500mm, khoảng sáng gầm xe là 205mm. Và cái khoảng sáng gầm xe này là một trong những cái khoảng sáng gầm xe cao nhất của Kia hiện tại nha anh chị em mình ơi. Đó, đối với những dòng xe Kia hiện tại thì con này là cái gầm của nó rất là cao. Về phần thân xe thì xe cũng được trang bị cho chúng ta là một cái bộ gương chiếu hậu này, chỉnh điện, gập điện này, đèn báo rẽ trên gương cho mình đầy đủ. Phía bên trên còn có cho mình là một cái ba ga mùi quý anh chị ơi. Xe thì được trang bị chúng ta là một cái phần động cơ 1.5 và chúng ta công suất cực đại là 113 mã lực. Và hiện tại con xe này đang được sử dụng là hộp số IVT, hộp số vô cấp đó quý anh chị. Đó, và phần thân xe như em Tài có đã nói với mình rồi thì đối với con xe này anh chị nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi, nhưng mà phần nội thất của nó cũng rất là rộng rãi và thoáng nha. Chạy dịch vụ nè, gầm cao nè, rồi đây là một cái phiên bản thấp nữa, tiết kiệm được chi phí cho anh em mình trong thời gian sử dụng lâu dài. Và đặc biệt là em Tài có tham khảo những khách hàng mà đang đi Sonet á, thì bảo dưỡng cũng rất là rẻ nha chính chị ơi. Và con xe này á, và cái phần ăn nhiên liệu của nó cũng rất là thấp nha. Đây, gương chiếu hậu chỉnh điện gập điện nè. Đó, nhỏ nhỏ xinh xinh, xe được trang bị cho mình là 6 loa ha. Đối với con xe này và những cái tính năng an toàn của nó thì chỉ có là cân bằng điện tử nè, phanh ABS nè, EBD phân phối lực phanh điện tử nè, khởi hành ngang dốc đầy đủ. Về phần đèn hậu của xe thì xe được trang bị là đèn halogen. Và bởi vì con xe này nó chỉ là cái phiên bản thấp thôi quý anh chị, đó, mình đòi hỏi nó nhiều quá thì cũng không được. Cam lùi nè, cảm biến lùi là có sẵn trên xe nè. Khi quý anh chị mua xe còn có là lót sàn theo xe cho mình, là phim cách nhiệt bảo hành 3 năm của hãng luôn anh chị ơi. Đó, có lót cốp trang bị sẵn ở phía sau nè. Những cái gì mà em Tài quay trong video này á, là trên con xe nó đã có sẵn từ nhà máy về rồi. Đây là một cái chiếc xe mà chuẩn bị giao cho khách hàng nha anh chị ơi. Cho nên là em Tài chỉ có thể quay sơ sơ chi tiết, những cái chi tiết sơ sơ cho anh chị xem thôi. Đó, phim cách nhiệt là dán sẵn cho mình luôn rồi nè anh chị. Đó, ghế phía bên trong thì phần nội thất của xe là màu đen nha. Tất cả những cái phiên bản xe đều được bọc da hết. Đối với con này thì nó là da cái màu đen. Và nó có những cái lỗ thoáng khí phía sau lưng ngồi rất là thoáng nè. Vẫn có bệ tì tay đàng hoàng cho mình anh chị ha. Đó, bệ tì tay và ba cái tựa đầu ở phía sau cho anh chị em mình luôn. Kèm theo đó là cửa gió điều hòa phía sau nè, cổng sạc phía sau. Và trên cái phần tay nắm cửa ở phía bên trong còn được ốp da cho mình nữa. Có những cái đường chỉ may rất là đẹp ha. Xe thì được trang bị 6 loa. Đó, quý anh chị thấy cái khoảng không gian phía bên trong không? Một cái chiếc xe gầm cao. Đó, khoảng không gian phía bên trong cũng cực kỳ là rộng ha. Vừa dùng đủ dùng, nói rộng quá thì cũng không đúng, nhưng mà nó vừa đủ dùng cho mình. Đó, phim cách nhiệt được dán sẵn nè quý anh chị. Đây là một cái, đối với em Tài thì mua xe thì sử dụng một cái chiếc xe mà kiểu nó tiêu chuẩn thôi, nhưng mà rất là đầy đủ ha. Đó, cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ mà. Đó, xe này thì được trang bị chúng ta là vẫn có đèn pha tự động. Trên vô lăng thì được bọc da nè, và những cái nút bấm đàm thoại rảnh tay, rồi tăng giảm âm lượng này nọ này quý anh chị, rất là đầy đủ. Đó, xe thì có màn hình sẵn cho mình luôn. Đó, màn hình giải trí 8 inch nha, kết nối Apple CarPlay, Android Auto nè. Điều hòa thì chỉ là điều hòa cơ thôi. Đó, vẫn đầy đủ cho anh chị em mình. Đây là một cái chiếc xe bản tiêu chuẩn, nhưng mà trang bị đây cam lùi thì cũng có theo hướng cho mình luôn, có cảm biến đầy đủ nè. Anh chị thấy cái cảm biến nó nhấp nháy phía bên trong màn hình trung tâm không? Đó, thì anh chị em nào mà đang quan tâm về một cái dòng xe mà giá nó hợp lý, số tự động vào gầm cao, thì anh chị cứ liên hệ cho em Tài trực tiếp. Bên em thì hiện tại cũng đang sẵn được vài xe Kia Sonet phiên bản AT Deluxe này. Con màu trắng này bán rồi, thì hiện tại cũng đang còn một con màu đen. Anh chị nào đang quan tâm thì nhanh tay liên hệ với em Tài ha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Ngân hàng thì bên em hỗ trợ cho mình là đối với cá nhân á thì là 80%, còn đối với công ty á, doanh nghiệp với anh chị thì bên em hỗ trợ là 70%, tùy thuộc vào cái tài chính của anh chị để lựa chọn ra những cái ngân hàng mà nó phù hợp nha anh chị ơi. Đó, đối với những ngân hàng thì hiện tại thì bên em đang cho vay ở những ngân hàng như là VIB nè. Không chứng minh được thu nhập em cũng hỗ trợ được. Chỉ có một cái là anh chị đừng nợ xấu là được nha. Thì
hỗ trợ được hết. Kia Sonet thì từ lúc ra mắt tới giờ bán rất là chạy nha, kể từ giống như là thời điểm hiện tại nè. Mặc dù là những dòng xe bán khó nhưng Kia Sonet mỗi tháng vẫn nằm trong những cái top bán chạy của toàn quốc đó. Tại vì rẻ nhưng mà trang bị cũng khá là đầy đủ đó anh chị. Nó rẻ rẻ, nó mỗi tháng con này 600 thì mỗi tháng trả tầm khoảng chắc cỡ 6 triệu đến 7 triệu thôi anh chị. Nhưng mà đã có một cái chiếc xe sử dụng cho gia đình rồi đó. Phía bên trên thì có trang bị giống trong một cái Bagamoy nè. Và ở phía bên trong thì cũng trang bị những cái hộc để đồ cũng rất là tiện ha. Giống như cái chỗ cái hộc giữa nè, cái chỗ để ly nước á, nó còn có cái chỗ để cho mình kê điện thoại nữa đó. Rồi một cái bệ tì tay nho nhỏ xinh xinh. Nói chung là rất là đầy đủ. Một cái chiếc xe dành cho gia đình như vậy là em cảm giác rất là đầy đủ rồi anh chị. Xe số tự động, nếu mà anh chị nào mà không có yêu nhu cầu mà trang bị nó nhiều á, thì đây là một cái chiếc xe rất là phù hợp cho gia đình mình. Phù hợp cho gia đình nhỏ 5 người đi du lịch, đi chơi này nọ. Rất là ok ha. Kia Sonet phiên bản Ate Deluxe. Rồi nhắc lại về giá một xíu thì con này hiện tại lăn bánh tại thành phố là 597 triệu. Anh chị nào đang quan tâm về dòng xe Kia Sonet thì cứ liên hệ cho em chào trực tiếp.